Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Và như tiêu đề thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về 5 chai nước hoa mùa hè ở phân khúc giá rẻ và dành cho các bạn nữ. Và để cho video đỡ dài dòng thì chúng ta cùng nhau bắt đầu luôn nhá. Trước tiên thì mình phải nói rằng trong đây thì sẽ có những chai mình đã làm review rồi. Và để cho video ngắn gọn, xúc tích thì mình cũng sẽ gắn những cái đường link chi tiết khi mà mình nói về chai nước hoa nào đó, thì các bạn có thể xem kỹ lại hơn nếu như các bạn quan tâm. Và mùi hương đầu tiên mà mình muốn giới thiệu trong mùa hè năm nay đó chính là Elizabeth Arden White Tea phiên bản EDP. Đây là một cái phiên bản mới ra mắt. Trước đây thì cũng đã có review về Elizabeth Arden White Tea phiên bản EDT rồi. Và các bạn có thể xem lại cái đường link ở trên này để có thể hiện rõ. Thực ra thì con này tôi cũng đã làm review rồi, nên là cả hai đường link nó cũng sẽ hiện luôn ở trên để cho các bạn có thể dễ dàng xem lại. Đầu tiên thì cái mà mình muốn nói là tại sao lại là cái chai nước hoa này mà không phải là những chai nước hoa khác. Thứ nhất đó chính là Elizabeth Arden White Tea phiên bản EDP nó có một cái vai mùi trái cây cũng như là độ dày mùi hơn so với cái phiên bản EDT. Nếu như ở phiên bản EDT nó sẽ lên một cái vai theo cái kiểu xạ sạch, hơi trà sạch sẽ, nhiều người thì ngửi ra cái mùi hơi shoppy một tí, kiểu nước rửa tay như các thứ. Thì đối với cái phiên bản EDP này, các bạn sẽ nhận được một cái vai mùi trái cây rõ rệt hơn, dễ chịu hơn. Và đối với những người mà ít dùng nước hoa thì các bạn cũng sẽ dễ dàng hài lòng với mùi hương này hơn. Đương nhiên thì cái việc mà chúng ta thích cái gì thì các bạn có thể lựa chọn tùy. Nhiều người thì thích xạ theo kiểu sạch sẽ thì các bạn có thể chọn phiên bản EDT. Còn đối với cái phiên bản EDP này thì cảm giác trái cây hơn, trẻ trung hơn. Và cái thiết kế, và đối với mình thì mình cũng thấy rằng là cái phiên bản EDP này nó có một cái thiết kế trông nhìn đẹp hơn, khi mà cái nắp nó được làm theo hơi hướng kiểu hơi màu nó khá là sang. Và cái chai thì cũng làm theo cái là lì chứ không phải là thủy tinh trong như là ở cái phiên bản EDT nữa. Cái phần hiệu năng của EDP này nó cũng tốt hơn khá nhiều so với cái phần hiệu năng của chai EDT đã review. Và cái điều mà mình thích ở con này đó chính là dù hiệu năng có tăng thêm nhưng cái phiên bản YT EDP thì các bạn cũng không có cảm giác quá là nồng khi mà các bạn mặc vào những mùa hè. Vì thế đây là một cái mùi rất trẻ trung, giá thành lại còn rất là rẻ. Ra thì tôi cũng có muốn ném lại những cái con như kiểu Light Blue phiên bản Intense của nữ, nhưng mà tôi thì quan điểm rằng là tôi sẽ không nhai lại những cái gì mà tôi đã làm rồi. Có chăng thì sẽ làm một vài cái video điểm lại, kiểu cùng nhau gặp gỡ lại những cái mùi hương sau mấy năm nó có thay đổi gì không. Còn đối với những cái mùi mà nó không có sự thay đổi quá nhiều thì các bạn cũng không cần thiết phải chờ những cái video mới, các bạn hoàn toàn có thể xem những cái video cũ. Mùi hương này thì lưu đâu đó khoảng tầm 6 tiếng ở trên da, khá là ổn, giá thành rẻ, rất là dễ tiếp cận, mua không phải suy nghĩ lăn tăn quá nhiều. Vì thế thì ở vị trí số 5 đó là Elizabeth Arden White Tea phiên bản EDP. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với vị trí số 4, đó chính là Monogen Pomade Gongnes. Em nó với một cái dui màu tím. Giá thành con này thì rẻ hơn Elizabeth Arden White Tea khá nhiều. Hình như là đâu đó khoảng tầm dưới 1 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu một cái chai 100ml như thế này. Thực ra thì chai của nó là sẽ có cả phần nắp nếu như mà các bạn mua những chai full. Đây là cái chai full nhá. Đó. Còn chai tester nó không có nắp nên tôi chỉ nhận được tester thôi. Có một chai là tôi được nhận chai full thôi. Đây là mùi hương mà trong bộ sưu tập 8 mùi mà tôi nhận được thì đây là mùi hương mà tôi ưng ý nhất. Và tôi đã phải cho nó vào lít nước hoa mua đi đừng hỏi ở bên kênh TikTok. Mùi hương này thì khi các bạn xịt ra các bạn sẽ nhận thấy một cái vai mùi vừa chua vừa ngọt. Nó rất là cân bằng với nhau. Và nếu như để dễ hình dung thì các bạn sẽ nghĩ tới mùi của những cái quả lựu. Nó sẽ có phần chín và phần chưa chín. Và khi mà các bạn gạt cái phần lựu ra ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng có những cái miếng, có những cái hạt nó sẽ đỏ, có những cái hạt nó trắng. Và khi các bạn cho tất cả xúc vào miệng thì khi mà các bạn nuốt, các bạn nhai vị thì các bạn sẽ thấy là vừa chua vừa ngọt kết hợp với nhau. Nó rất là fresh. Và ở tầm giá tiền của Monogen con này thì đây là một trong những cái mùi hương mà phải nói rằng rất đặc biệt. Các bạn sẽ khó lòng để có thể tìm được một cái mùi hương ở giá dưới một củ khoai có được một cái mùi mùa hè và vừa chua vừa ngọt, rất là fresh như là em này. Mình nhớ rằng là có một cái chai cũng rất ấn tượng, đó là con
Dolce Gabbana Limpedasi 3, con số 3 đấy. Con đấy thì là mùi dưa hấu với kiwi, cũng rất là hay ho. Nhưng con đấy thì hiệu năng cũng lởm hơn so với con này đâu đó trên da mình được khoảng tầm 5 tiếng. Và độ tỏa hương thì cũng khoảng tầm nửa cánh tay, nhưng mà thành skin scent. Đây là cũng là một cái mùi hương mà các bạn nữ tầm 15-16 tuổi đổ ra là hoàn toàn có thể mặc. Và đặc biệt là các bạn có thể mặc vào những ngày hè nắng nóng, đâu đó khoảng tầm 35-37 độ đổ lên, các bạn vẫn có thể mặc được em nó. Các ông con trai cũng đừng lo là mùi hương này nữ tính nhá, các ông hoàn toàn có thể mặc được. Dry down của cái em này thì về sau nó sẽ lên cái nét ngọt nhiều hơn, nó bớt cái nét chua và nó trở nên mùi hơi hướng hơi xạ ấm ấm một tí, vẫn có cái nét ngọt của lựu cùng với đào đấy, các thứ mơ ở trong này. Nhưng phải nói đây là một cái mùi fruity sử dụng mùa hè cực kỳ là đáng mua, vì giá thành rẻ, mùi hương ít đụng hàng. Không biết là sau cái video top top thì có nhiều người đã mua chai nước hoa này chưa, thì rất mong các bạn có thể feedback ở phía dưới. Về cái phần phong cách thì tôi nghĩ rằng là chắc là cũng chả phải suy nghĩ nhiều phong cách đâu, các bạn chỉ đơn giản là đối phó với khí hậu nắng nóng mùa hè, các bạn ăn mặc sao cũng được, đều hợp mùi hương này, đáng yêu, nữ tính là hoàn toàn mặc được em đó nhá. Ok, tiếp tới ở vị trí số 3 mà mùi hương mình muốn nói tới trong ngày hôm nay, đó chính là Tada trà sen. Vâng, trà sen thì mới review trong thời gian gần đây thôi. Có lẽ là trà sen cũng sẽ là một trong những mùi mà nhận được những cái ý kiến trái chiều khá là nhiều. Đối với những cái người mà người ta được thử nước hoa về mùi sen rồi thì các bạn sẽ có một phần khó khăn hơn, hoặc là những bạn ngửi cái mùi sen đời sống hàng ngày gần như là tiếp xúc thường xuyên ấy, thì cái mùi trà sen của Tada có vẻ không đáp ứng được cái mong chờ của các bạn. Và như mình đã nói, đó là sen ở trong nước hoa là một trong những nhóm hương rất khó làm. Người ta có thể phác họa khía cạnh một phần nào đó thôi. Và đặc biệt ở đây nó là trà sen chứ không phải là một cái mùi sen tươi. Và mình cũng trước, sau khi lên cái video về trà sen của Tada thì mình cũng đã đạp xe ở Hồ Tây, sau đó mình phải dừng lại ở chỗ đầu, chỗ phố, hình như là phố Văn Cao, phố Trịnh Công Sơn. Mình phải dừng lại đấy, mình đi xuống hẳn cái chỗ ao sen để mình có thể ngửi lại mùi. Thì cá nhân tôi thấy nó, nếu như các bạn không quá là khắt khe thì mùi trà sen này không đến nỗi tệ như các bạn feedback là mùi nó không giống. Tại vì với mình trải nghiệm cái mùi trà sen ngoài đời sống thì mình thấy rằng là cái vai trà khô lên rõ này. Cái thứ hai đó chính là cái nét phấn của những cái bông sen nó cũng rất là rõ rệt. Vì thế thì đối với mình, trà sen là một trong những lựa chọn khá là thú vị. Đặc biệt là đây cũng là một cái lựa chọn mà có cái sự kết hợp giữa Sensio cùng với một cái nhà hương Thái Lan. Người ta cũng đã mất một cái thời gian khá dài để người ta có thể làm ra cái mùi hương này, qua những cái lần thử những cái gói trà sen bán trên Shopee ở Thái Lan. Rồi bên em Trung cũng đã gửi cái mùi sen qua, mùi trà sen qua để cho ông Tada Achagong để ông ấy thử. Đấy cũng là một cái quá trình khá là hay ho và thú vị, thì các bạn có thể tìm lại trên này. Link nó sẽ hiện ở đây về cái mùi trà sen để các bạn có thể thử. Em này thì dry down về sau lên khá là nhiều phấn. Vì thế thì nếu như bạn nào thích một cái vai mùi phấn và một cái vai mùi nó chill nhẹ nhàng, không quá ồn ào, thì đây là mùi dành cho các bạn. Mùi hương này thì mình nghĩ là cũng không phải là một cái mùi quá là trẻ. Nó sẽ hợp để đi tặng này, những cái vị sếp hay là kiểu những cái cô, những cái chị, hoặc là các bạn làm môi trường nhà nước, thì đây là một con rất ok. Cụ thể mùi hương thì các bạn có thể xem lại video. Con này thì mình nghĩ rằng là xài mùa hè khá là ổn. Thực ra thì cái vai kiểu này các bạn cũng sẽ nhận thấy ở một vài con, nếu như nó làm cái mùi hoa súng, hoa sen, hoặc là những cái mùi green thì nó đều ra cái vai hơi hướng kiểu như thế này thôi. Nhưng mà tôi đánh giá cao về cái thiết kế nắp chai, tem, tất cả thứ, cũng như là cái câu chuyện đằng sau mùi hương này. Vì thế gợi ý số 3 đó chính là trà sen của nhà Tada. Đến vị trí số 2 đó chính là Hey Sunshine của nhà Elganso. Nhìn hình thôi là các bạn biết là độ tuổi nó sẽ như thế nào đúng không? Hey Sunshine thì cũng đã có review trong hai cái mùi hương của Elganso, đó là con Sunday Mood cùng với Hey Sunshine rồi. Sunday Mood thì nói thật là tôi chê, tại vì mùi hương nó không quá đặc biệt và cái hiệu năng của nó không tốt. Nhưng mà với Hey Sunshine, nếu như những bạn nào có nhu cầu tìm một cái mùi bánh bèo, cute, tiểu thư, siêu nữ tính và để đi chơi buổi tối, và
cái đối tượng các bạn gặp cũng như là cái độ tuổi của chính người mặc nó sẽ khoảng tầm từ 18 đến 20. Các bạn chỉ kiểu hẹn nhau ra quán cà phê, kiểu cute, kiểu dễ thương lần đầu gặp nhau, chứ không phải là những cái người phụ nữ từng trải tầm 23, 25, thậm chí là 27 tuổi thì mùi hương này không hợp lắm. Nhưng mà El Anso cũng là một trong những nhà hương đang hot ở thị trường Việt Nam. Con này tôi nói thật là các anh em đang xem video này, các anh em hoàn toàn có thể mua tặng chị em vào những cái thời điểm sắp tới. Thí dụ như kiểu là mùng 1 tháng 6 này, hay là mùng 1 tháng 6 chắc là video này lên chắc là nó qua rồi, hoặc là kiểu sinh nhật những thứ trung thu, anh em tặng con này tôi thấy rất là ok, cute. Hiệu năng của nó thì cũng không quá là tệ. Hình như là mình nhớ trên da mình theo như cái video tôi review tầm 5-6 tiếng và độ tỏa hương là tầm nửa cánh tay, và mùi thì hơi hướng kiểu kẹo trái cây, rất là dễ thương. Thêm quả thiết kế eo ơi, cụ tè vãi cái nơ nữa nhá. Thế thì có thể xem kỹ hơn video ở trên này. Thế luôn, chưa bao giờ làm lít nước hoa mà 5 mùi của nữ mà nó nhanh như thế này. Có vẻ như càng ngày tôi càng thấy kênh của tôi ưu ái các anh em nhiều hơn. Rồi, vị trí cuối cùng đó là Scarlet Tea của Alexandria. Vâng, đây là mùi mà tôi có lẽ là ưng ý nhất trong số tất cả những cái mùi hương trong cái bộ sưu tập này. Scarlet Tea thì là mùi hương giữa bên EAP có đặt riêng với thương hiệu Alexandria, một thương hiệu chuyên là mùi hương clone với những chai nước hoa nổi tiếng, nhưng mà pháp nhân thì ở bên Mỹ. Alexandria thì trên kênh tôi cũng đã xuất hiện khá là nhiều, đặc biệt là những chai như là Basilia, như là Black Panther hay là kiểu Zion rồi. Và đây là một trong những cái mùi hương mà dành cho những bạn nào tín đồ của mùi trà, đặc biệt là cái kiểu hơi hướng trà matcha ngậy ngậy béo béo. Mùi hương này thì khi mà các bạn vừa mới xịt ra, tôi cũng xịt luôn tại vì tôi cũng khá thích mùi hương này, tôi cũng khen con này khá là nhiều, nhưng mọi người ít biết tới tại vì kênh của tôi nó cũng không quá là hot. Mới đầu xịt ra thì các bạn ngửi kỹ, các bạn có thể bóc tách được cái mùi hương này nó thành hai kiểu. Thứ nhất đó chính là một cái mùi có nét trà xanh kết hợp cùng với cái vị chua của chanh ở trong này. Nhưng nếu như các bạn ngửi sâu ở phía sau thì mùi hương nó có một cái độ ngậy béo, nó giống như kiểu một cái lớp chi ở trên trong những cái đồ uống mà kiểu cái loại kem là kiểu loại kem cao cấp ấy, nó không quá ngọt, nó chỉ ngậy và béo thôi chứ nó không quá ngọt nhé. Ở cái phần top note của mùi hương này, thực ra thì ở top note các bạn ngửi thấy cái mùi trà với chanh rất là rõ rệt. Ở cái phần dry down khi mà cái nét chanh nó dịu xuống thì nó lên một cái mùi kiểu trà matcha ngậy ngậy béo béo. Và mùi hương này thì nó có một cái hiệu năng mà mình phải công nhận rằng nó làm cực kỳ tốt, đó chính là lưu ở trên da thì khoảng tầm 6 đến 7 giờ và độ tỏa của nó rất tốt. Trong vòng 2 tiếng đầu thì chỉ cần với một xịt ở trên những cái phần da nó không nhiều mạch máu như là ở phần cẳng tay này, các bạn vẫn luôn luôn có thể ngửi thấy được em nó. Và cái phân khúc lít nước hoa mùi trà mà mình có làm ở dưới 3 triệu ấy thì mình cũng không thấy có con nào có con trà kiểu này. Con này thì nếu như các bạn hỏi mình rằng nó có giống mùi Matcha Meditation của nhà Maison Margiela Replica không, thì với tôi con này nó sẽ ngậy và béo hơn, sáng hơn, nhưng mà nó không bị ngọt dày như là của Matcha Meditation. Và tôi nhớ rằng Matcha Meditation thì ở phần dry down nó còn có cái nét hoa khá là rõ rệt, còn con này nó sẽ xuyên suốt được cái cảm giác ban đầu là trà chanh hơi ngậy ngậy, dry down thì nó là mùi trà kiểu với kem chi béo ngậy. Thì đây là một trong những con mà rất hợp với những bạn nào có cái gu mùi dành đồ ăn, hoặc là các bạn có thể hẹn hò đi chơi buổi tối. Nhưng mà con này thì với cá nhân tôi, nếu như tôi là một người nam mà gặp một bạn nữ trong một vài lần đầu hẹn hò thì tôi nghĩ rằng là bạn ý sẽ đến với một tâm thế đó chính là kết bạn trước, chứ không phải là đến để chúng ta xác định là những cặp đôi. Và có lẽ mình sẽ thích một cái vai mùi kiểu như thế này hơn thay vì là những cái mùi quá là ngọt, đặc biệt là với những ngày mùa hè nắng nóng thì đôi khi những cái mùi ngọt nó không phải là một trong những lựa chọn quá là sáng suốt và thông minh. Thì đây là một trong những mùi mà có thể giữ ở khoảng cách vừa phải trong những cái buổi đầu gặp gỡ, những buổi sau thì các bạn có thể sử dụng những cái mùi hương khác. Em này thì cũng mình nghĩ là tầm 18-20 tuổi đổ ra là các bạn hoàn toàn có thể xài được với một cái style cũng kiểu quần jean sneaker hoặc là những chiếc quần short ngắn với những chiếc áo phông, đơn giản thế thôi, các bạn trông rất năng động, tự tin và trẻ trung. Thì đây là một trong những con mà mình rất recommend, một trong những mùi trà mà mình phải nói rằng mình rất thích. Người kêu vãi, cu te béo béo ngậy ngậy, tiên lại thèm trà sữa thế nhở, mặc dù dạo này béo quá.
Không biết là các bạn đã sử dụng qua Skeety của Alexandria chưa? Thì rất mong các bạn có thể feedback nhé ở bên dưới. À, và những cái mùi mà ở phía trên nữa, 1, 2, 3, 4, 5 thì các bạn có thể feedback nếu như các bạn đã là người sử dụng qua. Và có những câu chuyện đi kèm thì hãy dành một chút thời gian để kể những câu chuyện gắn bó liền với những cái mùi hương đó. À, video thì xin phép được kết thúc ở đây. Mặc dù là hơi nhanh nhưng mà tôi nghĩ rằng là chắc là cũng truyền tải đầy đủ thông tin. Bây giờ tôi cũng sẽ cố gắng làm nhanh nhanh một tí. Những mùi nào làm rồi thì cũng đều xuất hiện link ở trong những cái đoạn ở trong video nói rồi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.